Sự nguy hiểm tiếp theo của chúng ta sẽ đến từ ai đây? Chúng ta cùng xem. Xem nào, xem ai nào. Headshot. Rồi, 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 cho. Vâng. Điên cuồng. Đó là cái từ mà chúng ta có thể miêu tả được. Quẩy, quẩy, quẩy đây. Vâng đây, khuôn mặt man rợn của năm nay. Trời, anh vừa nở nụ cười man rợn của năm. Rồi. Chết người. Anh ơi, thằng kia nó xấu vậy. Nó xấu vậy, ăn thằng nào mày á. Nó bảo anh người. Rồi, anh nhận. Người rồi, thế là cái gì đó. Hỏi bánh xác rồi. Cầm cái chuyện thanh niên cầm cái trâu giống nhau. Trời này hay này. Thôi chơi. Tôi nghĩ là anh sắp được ngồi yên mà đẹp rồi. Nào rồi, ra đây. Nào, chờ cửa mở. Nào, cút ra cho anh thấy ạ. Nào. Trời ơi, đẹp đẹp. Headshot. Anh ca sĩ nghệ. Headshot. Chết rồi. Ai à. Vâng, như vậy là cô gái có tung cước vào cũng chút được hơn 6-8 điểm. Nào. Rồi. Đúng là chân yếu tay mềm ca nhỉ. Vâng, và tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với John. Vâng, như vậy là John đang rất là nhẹ nhàng và lượn trên cái khung gỗ này. Vâng, anh đã rất cẩn thận để tiến những bước rất là vững chắc. Vâng, anh luồn sang bên này rồi. Nào, yeah. Sự ngu người của John đã khiến anh phải ngã. Ui. Vâng, trận chơi làm phá hết cả cái cầu rồi. Ồ, xíu nhỉ. Chúng ta cùng đến với pha biểu diễn của thanh niên quân vàng. Chúng mày xem này. Đấy, tôi đi dọn mà thấy chưa. Đấy, mà thấy tôi siêu dọn đấy. Không bao giờ ngã luôn. Rồi, chúng ta cùng đến với dân chơi. Vâng, những bài tập rất là ngu người đã thể hiện đây. Rồi, đẹp. Đẹp. Đến với một món ăn. Một người đàn ông cùng gặp người một người đàn ông mặc quần giò để xem một pha bay lượn của anh. Rồi, trời ơi, đẹp nhỉ. Vâng, những pha bảo đà như một thằng ngu. Hoàn là cái gì? Người đã như con tịt này dẫm vào cái ghế, nó sẽ sụp cái ghế, hỏng mất cái ghế rồi kìa. Đấy. Tức là tắm không tắm được lại hỏng mất cái ghế này. Lại mất tiền thì mua được cái gì đâu. Lần sau bay thì bay từ trên nóc nhà xuống ấy. Nhưng mày có chuột phát thì còn đập đầu vào đất thì nó còn êm nha. Mày đùa tao. Headshot. Ngu người.
Và sự nguy hiểm tiếp theo của chúng ta sẽ đến từ ai đây? Nhìn đi, đừng làm vậy. Vâng, và tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đến với sự nguy hiểm tiếp theo. Đồ thằng này mày đúng không? Mày xác định rồi. Đừng nói là anh rất là ghê gớm rồi đấy. Headshot, double kill, multi kill, ultra kill, unbreakable, unbelievable. You want a piece of me? Come get some. Headshot. Double kill. Vâng, và đối thủ tiếp theo chúng ta chuẩn bị thấy đây là một anh chàng rảnh rỗi xinh nồng nổi. Và sự nguy hiểm tiếp theo của chúng ta sẽ đến từ ai đây? Chúng ta cùng xem nào, xem ai nào. Này thì nguy hiểm này. Nguy hiểm đấy. Vâng, đang ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm thì cứ có kết cục như vậy đó. Ôi trời ơi, trời. Ngu người. Yeah. Thoải mái đây đúng không nha. Ôi trời ơi, trời. Tuyệt vời. Nào, tụi mày cút xa đi tao tiện. Nào. Tuyệt vời, như vậy là cái tay gãy rồi. Rồi, gãy đôi tay nữa. Rồi, tụi mày cút xa đi tao tiện nào. Nào, anh chàng áo đỏ. Gãy rồi, vỡ rồi. Hay à? Làm gì đây? Đây là chúng mày xem tao này. Quấy, quấy. Chết người này. Rồi chúng mày cút chai tao thiện này. Nhìn tao đập này. Rồi, nha. Tắm nè, nào đây. Tìm vào tắm nè. Bình tĩnh rồi, phải bình tĩnh. Nhanh nhàng đấy. Rồi, đẹp đấy. Rồi, đi nhanh nhàng nào. Đấy, rồi. Nào, cút ra. Đến giờ anh thể hiện rồi. Nào, cùng xem anh thể hiện nào. Đấy, dạ. Trời ơi, đẹp đấy. Trời ơi, được rồi, đi xe bánh à. Trời, nào đấy, chưa. Chưa gì à. Trời, như anh đấy. Trời, đẹp đấy. Nhào phi nhung thống nè. Vâng, anh liều mạng, đồ liều mạng của anh cao đấy. Giờ nhà đẹp thế. Vâng, quý vị và bạn đừng quên like, share, những comment trên kênh bên dưới để ủng hộ Tình Việt nha. Một like, một share để động viên Tình Việt ra các phần tiếp theo. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.